Anh được gặp hai em anh sẽ xả hết. Tụi em cứ hỏi được bất cứ cái gì anh khai hết từ đầu tới cuối giờ em nghe. Anh hãy hứa đi. Anh hứa. Xin hứa ba lần. Xin thề, xin thề, xin thề. Vậy là hôm nay là chúng ta sẽ đi đến với rất là nhiều câu chuyện. Rồi, yeah. Câu chuyện đầu tiên nó sơ sơ thôi anh. Ừ. Anh có thể kể cho tụi em nghe một tí xíu về cái hành trình mà anh cưa cẩm chị nhà không anh? À, đầu tiên là ngày xưa. Chưa lắm. Chưa lắm. Là... có nghĩa là hồi xưa khi mà anh được đóng một cái vai rất là nhỏ ở trong nhà kịch phố thì bả mới được đại khái là lúc đó chưa tới bả cùng rất là nhiều người. Ai ta? Thôi tạm nhiều... thời là tạm thời lớp một số đi. Một rồi. Số phụ nữ. Ừ. Qua tay anh. Wow, quay đôi môi anh. Riêng cái này, riêng cái câu này không phải được cắt. Đúng, không được cắt cho tôi. Thì thật sự hôn những bạn diễn khác nó chỉ đơn giản là một nụ hôn bình thường thôi. Tại vì lúc đó em biết anh em mình là hôn kỹ thuật á, là ưa diễn kịch sân khấu ưa để ngón tay nè. Đúng rồi. Xong rồi hôn xong cái quay qua vậy đúng không? Ngại đó, ngại ngại rồi. Nhưng mà không biết đến bả sao bả là người đề nghị anh. Bỏ tay ra luôn. Bả nói là nếu bây giờ mà anh với em hôn nhau thiệt mà bỏ ngón tay ra thì sao? Wow. Dứt liền. Bộ ngu nhiều khi nhất. Anh có phải anh ngồi anh nghiệm lại có phải trong cái thời khắc đó là anh bị gài không? Bị dữ quá. Như vậy á, là chị nhà là một người rất là cá tính luôn anh. Đúng không? Là chủ động luôn. Chủ động. Vậy rồi xong rồi cái cũng nhung nhớ. Hồi đó thì dạng như là cưa cẩm mà nhắn tin qua điện thoại. Em ăn có gì chứ không? Đồ. Không có viết thư tay, lúc đó có điện thoại rồi, không viết thư tay mà dạng như là không? Dạng như là anh hay lấy mấy cái bài hát. À lấy là ráp vô cái ý mình nói không? Dạng như là cái này sến thiệt. Cái này sến thiệt không. Anh lấy tựa bài của tất cả. Trời ơi. Nó là vậy như là đấy, anh đang ở bờ bến lạ à. Em có biết rằng ngày xưa anh với em ở một dòng sông kỷ niệm à. Trời ơi đó. Rồi, em có biết rằng bây giờ nếu như em không gặp anh thì anh giống như là một trái tim khô, một trái tim mùa đông vậy đó. Dạ. Một trái tim rỉ máu. Đó, vậy vậy đó. Rồi, ví dụ quen nhau bao nhiêu năm rồi mới bắt đầu quyết định đưa tới cái quá trình cưới? À, anh với bà quen 2004 đến 2010 tôi anh mới cưới. Tức là đó 6 là... năm quen nhau. Wow, đó là một khoảng thời gian quyết định dài. Là cưới. Vậy rồi rồi khi mà cưới nhau về rồi hai anh chị có lên một cái kế hoạch rằng là năm sau hay năm sau nữa là có em bé không? Có nghĩa là lúc đó mình muốn có con mà không được. Buồn. Hai vợ chồng cũng buồn lắm mà mình cũng chưa có nghĩ một cái cách nào để mình làm. Thì mới quyết định là gặp một cái cô bác sĩ có tên là Song Hà. Ừ. Thì cô đó đã từng đỡ đẻ cho anh Lý Hải, anh Nhật Cường rồi mấy anh chị lớn á mới giới thiệu. Giống như là thật sự ra cũng cầu mai coi thử lên nó làm cái gì. Hiểu không? Xong rồi cô mới nói là thôi bây giờ quyết định thử lần này nữa để coi có được hay không. Ừ. Xong cô có nói vậy nè. Con sau khi xong cô, tối hôm nay cô chích thì tối về là hành sự liền đi chứ không thôi không kịp. 8 giờ sáng mai. Có giờ luôn. 8 giờ sáng mai. Ừ. Nói dạ thì mình cũng nghĩ vậy thôi. Đó. Xong rồi sáng 8 giờ thì anh tự nhiên mỗi lần thì chừng nào mình đi diễn thì mình mới để chuông đúng không? Thì tự nhiên nghe quay nó, ủa sao hôm nay em đi quay hả? Nó không, anh cũng đâu đi quay đâu rồi sao vậy? Không, cô dặn, cô dặn. Ok. Xong cái cổ còn nói sau là sau khi xong thì con nhớ gọi điện thoại cho cô nha. Rồi xong á mình cũng gọi điện thoại nó cô dạ con xong rồi. Ồ vậy hả? 10 giờ nữa nha con, 10 giờ đêm. Hay vậy ta? Thì 10 giờ xong là làm cái nữa. Ừ. Tiếp tục bây giờ à. Rồi xong cái trong chờ thì bà mới nghe lời bà chị vợ nói là sau khi tất cả những chuyện đó thì khoảng 7 ngày sau là nó sẽ ok. Ừ. Thấy không? Nó sẽ có kết quả liền. Ừ. Thì 7 ngày sau bà mới kêu anh đi mua cái que thử thai về thử. À. Thì thử lên thì nó cũng không có. Bắt đầu mới buồn. Mấy bữa sau cái bà nói hỏi để quyết định hỏi cô như thế nào. Ấy xong cái cô mới nói trời ơi có những người hả phụ nữ hả tao qua luôn cái ngày rụng đầu rụng đáng của họ đó mà còn chưa phát hiện nữa tụi con không có được phải để từ từ sau đó nữa mình mới biết. Ồ, hai vợ chồng dạ ô cô thì bà chị mới đi mua que về xong bà chị mới cầm vợ anh nó cầm cái que với bà nhớ liền ủa sao cái que này với cái que hôm bữa nó kỳ quá vậy nó khác nhau. Cuối cùng là anh đi mua cái que thử test ma túy á.
Mà cái này là vợ anh nói nha, anh không hề biết luôn đó. Vậy mua là cái lúc đầu mà thử là mua lộn que. Nhưng mà tại vì mình lần đầu mình đâu có biết cái chuyện đó, thì mình vô cô cho con một cái que thử. Rồi bà đưa cho một cái que đó thì nó cũng có cái ống, nó cũng có một cái que, rồi xong rồi cái lọ nước để mình vậy đó. Thì đó, bà nói vậy. Cái que kia em biết cái que mà anh nói thử. Sao chắc bà dược biết. Sĩ bà nhìn mặt anh sao cái bà mới biết định bà đưa cái que thử mà anh tôi. Xong rồi. Vậy thì khi mà là anh cầm cái que lên thấy hai vạch thì cảm giác của anh như thế nào? Tim đập nhiều và chỉ biết nhìn nó như nhìn bả rồi. Chỉ vậy thôi, thôi bắt đầu là từ đó thì sao rồi đi nhẹ nói khẽ. Đi mà dịnh dịnh nó sợ bị rớt. Nhưng mà là trong cái quá trình mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên á, là anh phải chăm chị. Thì trong cái quá trình mà chăm chị là chị có hay ngán hay là hay có đòi ăn hay là những cái nhu cầu đó tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn không? Có chứ. Đứa con đầu của anh tên là mì gói cũng là vậy á. Bà thèm ăn mì gói suốt. Trời. Có nghĩa là ăn hoài không đã, có thể một ngày ăn 4-5 gói. Nửa đêm thức dậy rồi cứ mỗi lần muốn ăn, hỏi em muốn ăn cái gì thì ăn mì gói. Cứ nấu mì gói lên cho bà. Mà cái mì gói là thật sự là từ ở đó giờ không bà, có nghĩa là bà ăn cực kỳ ít. Và thậm chí là khi mà anh ăn bà còn cản nữa mà. Tự nhiên lúc mang thai là bà ăn hoài. Vậy mới đặt tên là mì gói á. Đứa đầu tên là mì gói, còn đứa thứ hai tên gì anh? Bún gạo. Thèm ăn bún gạo suốt. Cứ bún gạo khô cá, bún gạo cật, bún gạo cứ cái gì, bún gạo khô, bún gạo nước, bún gạo xào Singapore, rồi bún gạo cái gì cũng. Xin kính thưa các loại bún gạo luôn. Cái thời gian mà chăm chị chăm á thì là có bất kỳ một cái mình bản thân mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì không? Thì thật ra là nói thẳng luôn, trong cái khoảng thời gian đó là cần có đồng tiền để lo cho con với sanh nở. Thì anh cũng đi làm nhiều, không ở bên vợ nhiều. Cho tới bà thứ hai cũng vậy, anh cũng đang nghĩ là mình làm chồng mà mình không hoàn thành được cái công chuyện đó đối với vợ. Mình chỉ là cái thời gian đưa vợ đi sanh, mình có ngồi trước phòng, mình cũng chờ cái niềm hạnh phúc tới với mình. Nhưng mà cái khoảng thời gian bây giờ mang bầu đến lúc mà sanh rồi, mình lại không chăm sóc được vợ nhiều, cái đó là thật sự. Cái này đó là thật sự luôn. Vậy cái chuyện chăm con thì sao? Mì gói là anh chăm sóc nhiều đến nỗi mà nửa đêm nó khóc á, mà anh còn ôm nó, anh có cái bài hát tới giờ luôn, anh còn nhớ mà. Đó là ngủ ngon mì gói ơi, ngủ ngon mì gói ơi, ba mẹ thương con nhiều lắm á. Đó, lúc đó anh ôm như nè. Thực sự là cái chuyện mà anh với bà chăm mà có cái chuyện bà uống gạo á, là hai vợ chồng không tính được luôn. Không tính và không nghĩ là sẽ mang thai. Rồi bà đi làm việc, bà làm, bà mở sân khấu, bà làm tất cả các thứ. Bà cùng với bạn, bà kinh doanh này, kinh doanh cái kia. Cuối cùng tất cả nó đều phản ứng ngược lại với bà hết. Thì nói chung là hai vợ chồng rồi cũng suy sụp dữ lắm á. Nhưng bà là phụ nữ thì bà nghĩ trong đầu là tại sao tôi đang buồn như vậy mà ông lại nằm đó, ông có thể ngủ được. Không chia sẻ với tôi. Ông không chia sẻ được với tôi điều gì hết. Mà tôi lại đang mang thai nữa. Trong đầu anh thì vậy nè, ngủ đi. Ngủ cho tỉnh táo, sáng mai tôi tính tiếp. Tôi sẽ tìm được một cái cách để tôi xoay được cái đồng tiền ngay lúc đó như thế nào cho bà. Tại vì nếu bây giờ mà anh nghĩ đơn giản thôi, nếu bây giờ em ngồi đó buồn, anh ngồi kế bên, anh cũng sầu não theo em. Sáng mai anh mụ mẫn, anh không làm được gì hết. Hoặc là ngày mai anh đi qua cái mặt anh đờ vậy. Rồi sao? Người ta lại không thích, người ta thấy sao mặt màng này nó không có thanh xuân. Thì chẳng thà anh ngủ đi, em muốn chửi gì em chửi, không làm gì em làm. Anh chấp nhận. Đến khi bà uống gạo á, anh khóc như mưa. Má vợ nói là ủa sao tự nhiên má nhìn thấy con khóc mà má cứ tưởng bún gạo đang bị cái gì á. Má không cho con bú hả? Không bú nghe. Bún gạo con gì sủa kìa. Bún gạo. Bún gạo.
sau những cái câu chuyện mà là anh Hoàng chia sẻ thì bản thân anh ở thời điểm hiện tại bây giờ nè, anh có muốn nói một điều gì đó cho những người đàn ông, những người sẽ chuẩn bị làm bố hoặc đã đang làm bố rồi, họ có thêm một cái kinh nghiệm gì đó trong cái vấn đề là sẽ chăm sóc vợ và nuôi nấng con cái của mình? Càng à, tại vì mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác. Thì thật sự ra thì nói khuyên thì mình cũng muốn khuyên, mình chỉ nghĩ là mà khi họ mang thai cho mình, họ đã mất đi một cái thanh xuân rất là nhiều. Mình nên gần gũi với vợ mình nhiều hơn, hãy có thời gian chăm sóc nhiều hơn. Anh thì không làm được điều đó. Quay đẹp rồi, thầy tặng chúc bà xã sinh nhật vui vẻ. Có em bé luôn à, cái bụng bầu luôn. Qua câu chuyện của anh thì thật sự là nó là hoàn toàn đối lập với cái câu chuyện của cuộc đời em đi qua. Tại vì hiện tại suốt hơn 3 năm trời em dành tất cả thời gian em có cho con, cho vợ em, để cho em không muốn tiếc nuối, em không muốn mất đi cái khoảng thời gian mà con nó lớn lên trong cái quá trình hình thành tính cách. Thì thật ra đây mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau, nhưng mà em vẫn tin rằng là đối với một người luôn mang lại tiếng cười cho khán giả thì cũng sẽ mang lại được cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình của mình. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của hai người bố. Những chia sẻ rất đổi xúc động và là cũng đúc kết được khá là nhiều kinh nghiệm cho các ông bố sắp sửa đối diện với việc mà là vợ con sinh nở sau này ha. Rồi,